Mến chào quý cô chú anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý khách hàng về cái cây chanh tứ quý rất là khủng luôn anh chị. Không biết quý anh chị mình đã có thấy cái cây chanh nào mà to như vậy chưa? Xem cái cây chanh tứ quý này nó có gì đặc biệt quý anh chị ha. Đầu tiên á là em thấy á là cây chanh này cái gốc nó rất là khủng nha quý anh chị ha. Cái bộ gốc nó nè, to siêu to luôn, gốc nào gốc nấy nè. Lần đầu tiên mà phải nói em thấy là cái cây chanh mà nó gốc nó khủng như vậy quý anh chị ha. Còn trái phải nói là xung xê chi chít kín cây luôn anh chị. Đây nè, anh chị thấy không ạ? Cái loại chanh tứ quý này thì hầu như là cho trái liên tục quanh năm luôn anh chị. Và quả thì phải nói là siêu to, cái quả nó nè anh chị, to cực kỳ luôn nè. Bây giờ em hái trái cho anh chị xem, rất là to, to bằng quả cái trứng gà luôn. Và cái màu sắc của nó thì rất là tươi, màu vàng tươi luôn anh chị ha. Bên ngoài thì nó còn chưa chín hết, nó màu còn hơi xanh xanh nè. Chanh tứ quý này á, phải nói cực kỳ thơm luôn anh chị. Bây giờ em sẽ bổ cái trái chanh này ra để xem cái bên trong nha quý anh chị, có gì đặc biệt không. Đây, đầu tiên là quý anh chị thấy không hả, rất là ít hạt nha, siêu ít hạt luôn. Cái màu sắc rất là tươi, vỏ ngoài nó mỏng nè quý anh chị, nó siêu mỏng luôn nè, ít hạt nữa, nó ít hạt nữa, màu sắc tươi, rất là tươi, bắt mắt anh chị. Cái mùi hương nó rất là thơm nha quý anh chị, cái mùi hương của nó dịu nhẹ, không gắt như là những cái quả chanh khác. Ở đó là rất là tươi luôn quý anh chị. Cái cây này em ấm chừng cái chiều cao nó hiện tại là cao tầm khoảng là 2,5 m nha quý anh chị. Và cái khung tán cây này rất là rộng, rộng khoảng tầm khoảng 2 m luôn quý anh chị. Đó nè, cái tán nó phủ xuống như là những cái cánh dù, cực kỳ siêu đẹp luôn quý anh chị. Quý anh chị mình sở hữu một cái cây này phải nói trước nhà là mình vừa làm cảnh, và có thể là dịp Tết sắp tới quý anh chị mình có thể trồng cây này, nó mang đến cái sự may mắn cho quý gia chủ. Quý anh chị mình có quan tâm và muốn đặt hàng cái cây chanh tứ quý này mang về nhà thì liên hệ ngay cho nhà vườn Khánh Võ qua số hotline 0928484 7, hoặc quý khách hàng có thể ghé ở vườn số 15 Sông Hành, phường Tân Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, mình xem cây trực tiếp tại chỗ luôn nha quý anh chị. Đó, sẽ có các bạn nhân viên tư vấn cho quý anh chị tận tình luôn. Bên em có ship cây này trên toàn quốc luôn, quý anh chị mình hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Xin cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi video này, cảm ơn và hẹn gặp lại. Hotline 0928484777, tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Sông Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavườnkhanhvo.com.